quý hội viên của Cốt Kpop Follow. Rất cảm ơn quý hội viên trong thời gian qua đã tham gia khảo sát của Cốt Kpop Follow. Và hôm nay Cốt Kpop Follow sẽ trân trọng bốc thăm chọn ngẫu nhiên 10 quý hội viên để nhận được những phần quà giá trị, đó là những hộp danh thiếp với phiên bản đặc biệt được chế tạo từ vỏ sò và bằng phương pháp rất là đặc biệt đến từ Hàn Quốc. Và bây giờ thì Trang xin được phép bốc thăm ra 10 quý hội viên may mắn nhất nhé. Hội viên đầu tiên, xin trân trọng chúc mừng chị Bích Đẹp. Chúc mừng quý hội viên Trần Mai Anh. Quý hội viên Mạnh Tú. Quý hội viên A In Sun. Quý hội viên có cái tên rất là ngắn các bạn ạ, Ngọc. Quý hội viên tiếp theo Suji. Quý hội viên thứ 7 là Lê Quốc Anh. Quý hội viên thứ 8 Lâm Hồng Phúc. Quý hội viên Nguyễn Đặng Đức Tài. Và cuối cùng là xin chúc mừng quý hội viên Lon Ni Kim. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý hội viên đã tham gia khảo sát. Các quý hội viên được may mắn nhận giải kỳ này vui lòng liên hệ quầy lễ tân. Và thông tin về các quý hội viên trúng thưởng sẽ được update ngay trên fanpage Facebook của chúng tôi. Cảm ơn quý hội viên đã tham gia và hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành với quý hội viên trong thời gian sắp tới. Trân trọng kính chào.